me like a Hellcat. Hello anh em nha và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Biusui đây và chào mừng em đã quay trở lại cái series mà Biusui đánh Ure và trên server BB nào đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái series đó và cùng Vân tướng là con Cinderella này. Ôi thằng này đánh căng thế nhờ. Từ từ thôi anh em ơi. Cái gì đây? Cái sao? Level 6 là chết cho mình anh em à. Ok. Cái con tướng này là cái con tướng mà chơi là phê pha nhất anh em, chơi mà bê nhất ở trong chế độ này luôn á anh em. Nếu mà anh em biết chơi cũng như là biết combo á thì con này phải nói là cực kỳ lỗi luôn, mắc lỗi luôn á anh em. Nó có thể solo một một hầu hết tất cả các con luôn, họ chưa mấy như là con dép thì đậu đen mày bảo hoàng bên anh em. Ok, và mình đã biết được con này rồi. Nói chung là con này cũng khá là mạnh khi mà lên level 6 anh em. Lúc đầu thì mình khô máu hơi nhiều, chết hơi nhiều nên bỏ khúc đó đi, chúng ta quay lại khúc ban đầu rồi nè. Đấy, khởi đầu tốt. Mày muốn sao? Solo, mày cái gì? Ok, double kill, easy. Ngọt nước anh em ơi, thơm rồi. Và nếu như anh em thích cái video này thì anh đừng quên bình luận ở phía dưới nha anh em ơi. Và nếu được anh em hãy like, đăng ký, ủng hộ kênh mình nha. Thì thông tin mà mình biết được anh em, cái nguồn tin mà mình biết được thì có thể ngày 24 tháng 1 này thì Ure nó sẽ chính thức về Việt Nam anh em à. Đây là thông tin ở trên mạng thôi, chưa có ai xác thực cả nên cũng có chỉ thể là giả thôi. Nhưng mà mình cũng mong nó là thật anh em à. Tại vì mình cũng muốn Ure Việt Nam về lắm, chơi cho đỡ lát cho bên đây hơi bị lát một tí. Gần 300 mẻ chân nhiều. Nói chung là vẫn quẩy được, quẩy rất là tốt. Xin ra con tướng cực kỳ lỗi luôn, bắt buộc ép cái r xong mà r một lần làm chón chúng nữa là chết đó nè. Trời, sóc đam mắc kinh luôn. Mày muốn gì? Hai lần double kill liên tục anh em, xong rồi chúng ta đã quay trở lại đấu trường công lý. Con này là stun liên tục, slow liên tục và bi của nó phải nói là chơi mắc bả luôn. Lúc mà anti á là mình dồn bi một mình, anti một phát thì thôi đầu đen mày phải nói là tơi rốn luôn anh em. Nhưng mà trong chế độ ORM này thì số lượng bi của con này là có hạn anh em, kiểu như là mình tạo đó rất là easy anh em. Mắc dễ luôn. Này xuống đây. Trời ơi, anti là chết rồi đấy. Cân 2 là chuyện mà con này làm rất là nhiều, cân 5 cũng được nữa anh em. Nếu mà tem nó kiểu như là không có mấy con tướng lỗi như là Z hay là gì á, cân 5 là rất là dễ luôn. Muốn gì đây? Chơi luôn. Băng chủ giết này được nè. Thôi ôi, anti nó hồi như rạ luôn. Từ nay mời sợ nó giết mình đó. Ok, úi. Phía đội sẽ tích vẫn chết à? Không sao. Mình ăn 3 cái double kill liên tục luôn anh em, 3 cái double liên tục, 11 mạng thì đi hiện tại rồi, thật là vãi đấy. Ok, mình sẽ tiếp tục làm ô rễ bên đây trước khi nó về Việt Nam nha anh em. Đó, mình tích được 8 cái banh nè, 7 cái banh nè. Vãi đấy, đầy cây, một quả rời chết luôn, không còn nói gì nhiều. Okay. Tích hình như là mát được 7 quả banh hay sao ta, 7 viên bi á. Nãy mình tích là mát nó lên được có 7 viên rồi nè. 7 viên đủ chơi rồi. Mình phải lên cái dây chuyền trước anh em à. Để không bị mấy này stun đó, qua mong muốn ngủ các kiểu anh em. Tại vì cái dây chuyền hôm nay nó hồi 40 giây một lần. Để lời xuyên không phép. Như đây banh là đủ chơi rồi, như đây bi là đủ đầu đi mà phê rồi, B3 rồi. Không có Zoe rồi, Zoe trên kia rồi. Mày là đậu đi mày, sắp chết cho mình. Uầy, không kịp anti anh em. Giết nó anh em, giết nó anh em ơi, giết nó anh em. Đấy. Ok, let's go. Mình đánh con chim được 2 linh hồn luôn anh em. Ảo vải đái luôn á. Một linh hồn trước khi nó chưa biến dạng trứng anh em, xong rồi một linh hồn khi mà nó biến dạng trứng nữa, rất là đã.
trong này anh em, trong chế độ URF này á, thì anh em mình nguy khuyên anh em chỉ nên để đúng một cái bản ngọc thôi, đúng một bản thôi anh em. Đó chính là bản thu thập linh hồn, còn cái bản phụ anh em muốn để gì tùy vào công tướng mà anh em chơi. Còn cái bản ngọc anh em nên để và luôn luôn để trong tay, đó chính là thu thập linh hồn nha. Vì cái bản này trong đây nó rất là lỗi, con nào xài cũng được, con nào xài cũng mạnh, ok chưa? Nhưng mà mình khuyên anh trước khi về Việt Nam thì anh em nên chuẩn bị bản ngọc đi. Thằng này xì tôn chúng là mày chết nha. Ok, cơm bồi nho nhỏ nhẹ nhẹ thôi, chút rồng à. Ôi thằng nào bay mặt mình vậy, lần này muốn chơi không? Chặn cái lồng rồi, xúc nó lên. Đang mẹ rồng rồi, đang rồng rồi. Ôi trời, từ từ anh em ơi. Năng rộng chỉ skill thốn quá, mắt thấm luôn. Lần này sau lưng mình kìa, dâu e kìa. Nó kìa. Ui, thôi. Em xin em về nha. Mấy anh trưởng, mấy anh đầu đen mày muốn giết em quá mày rồi. Căng thế. Đây là cái công tướng này mà mình nghĩ rất là mạnh luôn, chứ không phải là khá là mạnh nữa mà rất là mạnh ở trong chế độ URF nếu mà anh em biết chơi. Và nếu như anh em lỡ tình, vô tình mà biết được á, thì mình nghĩ anh em nên chơi thử đi để biết được cái sức mạnh của con này. Đấy, stun nè, combo nè, biến nhận chứng liền. Ok, xin nhẹ các bạn liền anh em. Stun hồi chưa tới 3 giây. Một cái stun của mình hồi chưa tới 3 giây mà một lần mình combo một phát là phải chắc chắn có một đứa chết nếu mà mình có anti. Nó là rất là ảo, đem rất là ảo luôn. Phút 12 mình tới 19 linh hồn rồi. Như đây đủ xa rồi, không cần quá nhiều. Như đây là kiểu như dâu e thằng lúc đồ mình một trưởng hết anh em. Còn linh xây da tướng lỗi đó anh em. Anh em nghĩ nó AD là tướng không lỗi gì, mình tướng cực kỳ lỗi trong tất cả các vị AD ở đây. Nó là tướng mạnh nhất trong AD URF nha anh em. Mình nói thẳng với anh em luôn á, mạnh nhất luôn trong AD nha. Chúng giết cái đã, quẩy kinh á. Uầy, vãi, quay đầu kêu chơi xe dè. Nó lên cái chì gai này mình combo R không chết. Nó bắn lại mình có vài phát là chết rồi. The fuck. Go, mình nói là anh em xe dè là tướng AD cực kỳ lỗi luôn. Tại vì W của nó anh em, nó không phải là lỗi cái Q hay là cái E là cái gì đâu. Mà nó lỗi cái W của nó boost nó bắn đầu đây mà liên tục tù tì luôn. Ui, tóc biến né à, hay quá anh Cường. Nói sự. Trời ơi em xin nha, 21 linh hồn rồi. Một pha bay ra combo cũng với đôi stick nhưng mà không đáng là bao nhiêu cả. Ở đây có build skill rồi, lên ạ. Ok, chết mẹ rồi. Ủa nó né ghê thế. Ok. Nice, ui bây giờ mình chết ta. Đậu đen. Cái pha nãy nãy mình chết đậu đen mà mắc cây luôn. Mình mới nhớ lại là thằng hồi nãy, thằng Zillion nó có anti mà tại sao nó không boost vô mình. Tại sao? Không hiểu luôn. Giờ mới nhớ đó. Ui, có cái trứng kìa, cái trứng kìa. Đậu đen, cái trứng nó hồi rồi. Một combo chết luôn, easy. Chấp nhẹ có quả trứng hồi luôn anh em. Sao mà sống được với Cinderai trong tay Bustily được anh em. Những quả bi với nó là mắc bê bê luôn, mắc phê luôn. Ui, một chỗ nửa cây kìa, cái đậu đen. Tích được nhiều nhất có 7 quả thôi anh em. Khá là ít nha. Mình nghĩ là tầm 10 quả hay đầu đen mày một chưởng này cũng chết quá anh em. Tích này được là có 7 quả à. Ở đâu rồi? Ôi nó đủ đồng bọn ra kìa, thôi em xin nha, em về đây, em xin rút em. Ôi chim. Ông chim nó không được chơi game với mình anh em, mà tại vì con nó không có chịu chạy á. Khi mà mình combo chúng thôi anh em, EQ cũng được á anh em, là nó chắc chắn phải chết. Thôi về đi, đến nhà. Ủa cái thằng linh này, cho tao về đi. Mình về cái nào, đến nhà nè, ủa combat kìa. Ủa thôi, về. Cái đầu đen mày. Cho bố mày về nào. Ở nhà thu mẹ rồi kìa. Ủa như nó nhây nè anh em, con mình giết nè. Lên đây mày.
Wow. Mình nghĩ bên kia là chơi để win anh em, mà nó ăn hết rồng đánh Baron thì đậu đen mày. Nó ăn hết trụ của mình, nó ăn rồng Baron các kiểu luôn. Mắt này chơi chai ha quá ta. U rẻ mà các bạn chai ha quá ta. Ăn Baron xong quái rồi, đậu đen mày giờ bao châu luôn á. Ôi nó kẹp mình kìa, nó kẹp mình kìa. Bởi đái mày châu đó ta. Uầy, hơi bị châu đó. 20 mạng anh em, 20 sát ở phút thứ 17. Cái việc mà anh em biết được tướng lỗi trong đây và anh em giết mạng hơn thời gian là cái việc đậu đen mạng rất là dễ. Nếu như anh em biết chơi tướng đó thì giết mạng hơn thời gian vân tướng mình yêu thích thì nó là rất là dễ trong chế độ u rẻ luôn anh em. Và cúp rồng không thành công và trả giá bằng tính mạng của Dengar rồi. Đó, cố gắng. Mình mới có 700 máy phép không anh em. Tại vì mình mang các bạn chính là sức mạnh phép thuật tăng da. Gia tăng theo thời gian á thì mới có 18 phút thôi nên cũng không được nhiều phép lắm. Tí nữa càng vài lay để càng nhiều ơi. Dâu e nào, một combo nè, một combo nào. Ok easy. Thằng đó nó lên đồ đậu đen mà chơi đối win rồi anh em. Hai cái dép tâm linh lột, một dép tâm linh, một cái dép thích nghi nữa, một cái mũ thích nghi nữa. Phải đái thôi, em xin. Đấy, dâu e lên đồ rồi, mũ thích nghi, dép tâm linh, cái đầu đen lên đồ ở đây, what the fuck luôn. Mày lên bắt nó anh em, sư dễ nó ủi à. Ồ sư dễ nó bắn là nhiệt lắm, sư dễ nó bắn là nhiệt lắm. Ok một rồi, sư dễ chết luôn, ai cứu mình. Rồi đi lên AFK, what the fuck, chán thế nhờ, đánh đang căng như dây đàn mà ông nội là AFK. Đậu đen. Thôi thua rồi, ok về GG nha. Và tại 15 gặp lại anh em lần sau nha. Bye bye.